Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Và bản tin ngày hôm nay 24 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây. Giao lưu hữu nghị Việt Nga tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga. Bà con kiều bào tại Slovakia với hoạt động đóng góp cho quỹ học bổng vừa a dính. Thủ đô Hà Nội nâng cấp cơ sở vật chất nhằm thu hút du khách nước ngoài. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 22 tháng 8 vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa Thương mại Hà Nội Moscow Incentra đã diễn ra chương trình giao lưu thắm tình hữu nghị Việt-Nga với sự tham gia của gần 100 đại biểu là người có công và gia đình chính sách Việt Nam, cùng với đại diện Hội Cựu chiến binh Nga, Hội hữu nghị Nga-Việt và các hội đoàn người Việt tại Liên bang Nga. Đây là một hoạt động có ý nghĩa được Trung tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử, Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam tổ chức với sự ủng hộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga nhân dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hầu hết các đại biểu có mặt trong buổi giao lưu đều có độ tuổi từ 60 đến 70, đã đi qua nhiều mất mát trong chiến tranh và trân trọng những giá trị chiến thắng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Với sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của nhà nước và nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, chuyến đi về nguồn với nước Nga, quê hương cách mạng tháng 10, không chỉ đưa nhiều đại biểu nhìn lại chặng đường cách mạng của Lenin, của Bác Hồ để tưởng nhớ và tri ân, mà còn hiểu sâu sắc thêm về tình hữu nghị truyền thống Nga-Việt. Nhân cuộc giao lưu hữu nghị này, ban tổ chức đã trao tặng huy hiệu Bác Hồ và những phần quà lưu niệm cho các chuyên gia, các cựu chiến binh, đại diện cho hàng nghìn, hàng vạn người Nga đã từng giúp đỡ cho Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua. Một phần đặc biệt của chương trình giao lưu là các tiết mục văn nghệ mang âm hưởng của một giai đoạn lịch sử hào hùng ở Việt Nam và ở cả nước Nga Xô Viết, được thể hiện bởi chính các thành viên của đoàn Việt Nam là cựu chiến binh, là thân nhân của nhiều liệt sĩ. Chuyến đi về nguồn đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy đường lối ngoại giao nhân dân giữa hai đất nước. Cả 4 thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic tin học 2016 tại thành phố Kazan của Liên bang Nga đều giành huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đây là thành tích cao nhất mà đội tuyển tin học Việt Nam đạt được kể từ năm 2000 cho đến nay. 2 huy chương vàng thuộc về Phan Đức Nhật Minh, học sinh lớp 12 và Phạm Cao Nguyên, học sinh lớp 11, đều của trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Huy chương bạc thuộc về em Trần Tấn Phát, học sinh lớp 12, trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và huy chương đồng thuộc về Lê Quang Tuấn, học sinh lớp 11, trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Về kết quả toàn đoàn, Việt Nam đứng thứ 7 trong tổng số 81 quốc gia tham gia và thuộc top thứ 2 về số huy chương vàng cùng với Iran, Nhật Bản, Ba Lan, Hàn Quốc. Top thứ nhất gồm các nước giành 3 huy chương vàng có Nga, Mỹ và Trung Quốc. Từ ngày 10 tháng 7 cho đến ngày 21 tháng 8 năm 2016, tại các thành phố lớn của Liên bang Nga đã diễn ra Liên hoan Tài năng Thiếu nhi Quốc tế NUKID 2016 do Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga tổ chức. Liên hoan dành cho gần 70 cháu thiếu nhi có phụ huynh làm việc trong các công ty thuộc lĩnh vực năng lượng hạt nhân trong tập đoàn hoặc là đang là đối tác của tập đoàn. Thông qua sự kiện âm nhạc này thì các cháu thiếu nhi được thể hiện tài năng của mình. 3 đại diện tài năng âm nhạc nhí của Việt Nam đã tham gia liên hoan này. Liên hoan Tài năng Thiếu nhi Quốc tế NUKID 2016 là sự kiện âm nhạc thường niên do Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga Rosatom tổ chức từ năm 2009 cho con em cán bộ công nhân viên làm việc trong các công ty thuộc lĩnh vực năng lượng hạt nhân trong tập đoàn hoặc đang là đối tác của Rosatom. 3 tài năng nhí của Việt Nam là Vũ Lê Mỹ Anh 13 tuổi, Nguyễn An Tôn Linh 13 tuổi và Lê Anh Vũ 15 tuổi đến từ Hà Nội đã xuất sắc vượt qua 50 ứng viên tiềm năng khác để vinh dự trở thành đại diện của Việt Nam tham gia hoạt động âm nhạc quốc tế này. Việt Nam là đối tác của chúng tôi, bởi vậy chúng tôi muốn các cháu nhỏ Việt Nam và Nga học được cách hiểu biết nhau hơn. Các cháu sẽ lớn lên và sẽ cùng nhau xây dựng các dự án, trong đó có nhà máy điện nguyên tử Ninh Thuận. Bên cạnh việc tăng cường hữu nghị giữa các thiếu nhi, 42 ngày của chương trình còn là môi trường để các em nhỏ học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, tham quan tìm hiểu cuộc sống đất nước con người Nga. Quy mô
môi trường đây rất là hòa đồng này, và mọi người làm việc khi mà làm việc thì cũng rất là kiểu chuyên nghiệp ấy, cho nên là cháu đã trưởng thành ra được rất nhiều, tự lập hơn, và cháu, tất nhiên là cháu muốn được quay lại vào đây năm sau. Nukis còn là sân chơi để các em thiếu nhi các nước thể hiện tài năng của mình. Đêm 18 tháng 8 tại nhà hát kịch Herkin, thủ đô Moscow, đã diễn ra buổi công diễn vở nhạc kịch Giấc mơ thế kỷ 21. Với những âm thanh, màu sắc, ánh sáng vô cùng ấn tượng, các diễn viên Nukis đã miêu tả mọi mặt cuộc sống con người trong thời đại phát triển khoa học công nghệ, để rồi đi đến kết luận quan hệ giữa con người với con người, tình yêu, tình bạn, gia đình vẫn là giá trị đích thực để cần gìn giữ. Trong dịp tổ chức Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2560, Dương lịch 2016 tại Chùa Nhân Hòa ở Ba Lan, các chư Tăng và bà con người Việt đã trang trọng làm lễ cầu siêu anh linh đồng bào và chiến sĩ hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Các chư Tăng đã dành phần lớn thời gian của buổi lễ đọc kinh cầu cho các anh linh siêu thoát, cầu cho thế giới yên bình. Cùng với đó, nghi thức dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn được các Phật tử và chư Tăng thực hiện bằng những nghi thức truyền thống Việt Nam, làm cho buổi lễ trang trọng và linh thiêng. Ở nơi đất khách quê người, những người con Việt Nam vẫn luôn hướng về Tổ quốc, hướng về chiến sĩ đồng bào đang ngày đêm bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Vừa qua, tại thủ đô Bratislava của Cộng hòa Slovakia, bà con kiều bào đã tổ chức quyên góp cho quỹ học bổng Vừa A Dính và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu. Với tư cách là chủ tịch quỹ học bổng Vừa A Dính và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu, nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia, gặp gỡ thân mật kiều bào đang sinh sống và làm ăn tại Slovakia. Bà đã bày tỏ niềm xúc động được gặp gỡ bà con kiều bào và cảm ơn bà con đã tích cực trong các hoạt động từ thiện, đóng góp ủng hộ biển đảo, bà con ngư dân và các hoàn cảnh khó khăn ở trong nước trong suốt nhiều năm qua. Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cũng đã thông tin đến bà con về những hoạt động hiệu quả thiết thực của Quỹ học bổng Vừa A Dính và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu. Qua đó, cán bộ nhân viên đại sứ quán và bà con đã đóng góp cho quỹ và câu lạc bộ số tiền 1.970 euro, tương đương với 60 triệu đồng. Ngoài ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia còn đăng ký là hội viên tập thể của câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa Thân Yêu. Vào ngày 21 tháng 8, giải bóng đá từ thiện dành cho học sinh sinh viên và cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Vương quốc Anh đã diễn ra tại White City ở phía tây bắc London. Giải bóng đá từ thiện lần này mang ý nghĩa giao lưu, đoàn kết và gắn bó trong cộng đồng người Việt. Ngoài ra còn thể hiện tính nhân văn của giải với mục đích làm từ thiện, giúp em Nguyễn Mai Hương đang du học tại Anh mắc một căn bệnh ung thư bạch cầu, hiện đang trong hoàn cảnh rất khó khăn. Tham dự giải có 12 đội bóng cùng với đông đảo các cổ động viên đến từ khắp nước Anh. Giải đấu diễn ra sôi nổi, kịch tính và thể hiện được tính chuyên nghiệp dưới sự kiểm soát của trọng tài người bản xứ. Sau 5 tiếng giao lưu thi đấu, giải nhất đã thuộc về đội FC London. Số tiền quyên góp ủng hộ cho em Mai Hương thu được từ giải đấu là trên 6.000 bảng Anh, tức là tương đương với khoảng hơn 200 triệu đồng Việt Nam, với lời cầu chúc cho em vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo. Tỉnh Hà Giang và công ty McKinsey và Company Việt Nam vừa họp để triển khai dự án lập quy hoạch phát triển du lịch công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Dự án được tỉnh Hà Giang kỳ vọng là sẽ giúp tỉnh xây dựng và phát triển cao nguyên đá Đồng Văn thành khu du lịch quốc gia gắn với sự phát triển du lịch của thành phố Hà Giang. Đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phát triển du lịch với thực hiện chiến lược con người, nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao đời sống nhân dân vùng cao. Theo kế hoạch thì quá trình xây dựng dự án gồm 2 giai đoạn với thời gian thực hiện khoảng 16 tuần. Giai đoạn 1 tiến hành chuẩn đoán chi tiết về thực trạng của tỉnh Hà Giang và lập bản quy hoạch đầu tư phát triển du lịch. Giai đoạn 2 xây dựng lộ trình chiến lược và kế hoạch triển khai. Hà Nội là một trong 10 điểm đến du lịch hấp dẫn nhất châu Á theo xếp hạng của tạp chí Smart Travel Asia từ năm 2011 đến năm 2015. Tận dụng những tiềm năng sẵn có, thành phố xác định đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Để thực hiện được điều này thì thành phố dự định thực hiện nhiều biện pháp nhằm cải thiện cơ sở vật chất, đem đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách, đặc biệt là du khách quốc tế. Hà Nội là một điểm đến du lịch hấp dẫn, nhưng vẫn tồn tại những vấn đề ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách. Đây là cảm nhận của Lauren Iliam, một du khách đến từ Mỹ.
Hà Nội nên mở rộng vỉa hè và có thêm nhà vệ sinh công cộng, như thế là đủ, bởi Hà Nội vốn đã là một thành phố rất đẹp. Nhiều khách du lịch khác cũng cảm thấy chưa thật thoải mái với cơ sở vật chất hiện tại của thành phố. Chúng tôi đã đi du lịch tại một số quốc gia châu Á. Ở đó chúng tôi có thể tìm thấy những vòi nước uống cho du khách trong công viên hoặc nơi công cộng. Để cải thiện trải nghiệm cho khách du lịch, thành phố Hà Nội chủ trương tiến hành nhiều biện pháp nhằm nâng cao cơ sở vật chất và tạo môi trường xanh sạch đẹp. Những chính sách này nhận được sự ủng hộ từ các công ty cung cấp dịch vụ lữ hành. Mình cũng rất là vui và hoan nghênh các cái nỗ lực từ phía của bên Hà Nội. Nếu mà có các cái cơ sở hạ tầng tốt như vậy, thì cái trên việc mình khách có cái trải nghiệm nghỉ ngơi hoặc là đứng ở dưới cái bóng cây hoặc là ngồi nghỉ để nghe được giải thích, giới thiệu về Hà Nội và cũng không quá phải đứng dưới lòng đường đó, thì cái đó thì chắc chắn là sẽ rất là thuận tiện cho khách. Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, nằm trong nỗ lực đem đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách, đặc biệt là khách quốc tế, thành phố sẽ trồng thêm 1 triệu cây xanh trong 5 năm tới, cơ giới hóa việc thu gom và vận chuyển rác thải, nâng cao chất lượng nguồn nước và cung cấp nước sạch từ vòi cho khách du lịch. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ xây dựng 1.000 nhà vệ sinh công cộng, lắp đặt miễn phí Wi-Fi tại một số điểm du lịch như phố cổ, văn miếu Quốc Tử Giám, cũng như thiết kế lại hệ thống biển chỉ dẫn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền Việt Nam bằng cách truy cập vào website vtv4.vn hoặc YouTube. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.